Mời nhà trai. Mời đi em. Wow. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, em xin chào chương trình. Con xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Xin chào quý vị khán giả. Không biết giờ này ở ngoài kia thì trời đã trở rét hay chưa? Nhưng tôi tin rằng hiện vẫn còn rất là nhiều người vẫn cô đơn giống như tôi và đang mong chờ một ai đó để sưởi ấm con tim của mình khi một mùa đông nữa lại đến. Tôi tên là Thảo Hiền, đã trải qua 30 nồi bánh chưng nhưng mà vẫn chưa có ai sưởi ấm con tim của mình. Sinh ra quê ở Long An trong gia đình có gốc làm nông và có ba anh chị em. Công việc hiện tại của tôi là viết lách dạo, trước là làm biên tập viên biên dịch tin tức và hiện là đang khởi động lại bản thân để chuẩn bị cho một hành trình mới, một môi trường mới và một ở vị trí mới. Bản tin giới thiệu bản thân của tôi đến đây là xin kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Chào biên tập viên, tưởng đâu MC giới thiệu chương trình trên truyền hình. Tên rất là dễ thương, Thảo, vừa Thảo vừa Hiền nữa, dâu Thảo rể Hiền đó. Mời nhà trai giới thiệu về mình đi em. Xin cho em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Chào quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Mạnh. Sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương và em làm nghề chụp hình ạ. Hôm nay em 30 tuổi. Em ở Bình Dương với ai? Em ở một mình ạ. Một mình hả Mạnh hả? Dạ. Còn Hiền ở đâu? Dạ hiện tại thì con đang sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận nào? Dạ con ở Bình Chánh. Quận Bình Chánh. Ở với ai? Dạ con ở với mẹ. Chỉ có hai mẹ con thôi hả? Dạ vâng. Rồi Hiền chia sẻ về ưu điểm khuyết điểm của mình luôn. Về ưu điểm của em thì là cẩn trọng trong công việc. Ví dụ như là sếp đã giao một công việc gì thì em sẽ cố gắng để hoàn thành công việc đó. Và thứ hai nữa là luôn nhiệt tình và giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh. Và thứ ba nữa là em luôn lạc quan trong cuộc sống. Tốt, quá tốt luôn. Rồi mình có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em đó chính là rất là nóng tính và rất là khó tính. Ví dụ như một công việc khi mà đồng nghiệp của em mà em đã nhắc nhở công việc mà một lần, hai lần mà nếu mà đồng nghiệp không có hoàn thành được á thì lúc đó thì em sẽ tự làm và kèm theo đó thì em sẽ la bạn ấy. Chỉ mong là có một kết quả tốt nhất cầu toàn trong công việc ạ. Đúng rồi, công việc nó phải vậy chứ. Cái body với cái giọng nói này mà kêu nóng tính thì tôi không biết nóng chỗ nào á. Dạ nhìn vậy thôi chứ thật ra thì khi mà em nóng lên thì... Như vậy đừng có la chồng nha. Nóng tính khó với chồng mà la chồng nữa mệt lắm á. Nói Mạnh nghe chưa? Dạ. Em điểm mạnh điểm yếu em sao? Điểm mạnh của em thì em cũng biết quan tâm với người khác, biết chia sẻ khó khăn với người khác, biết lắng nghe. Em không phải là kiến trúc sư nhưng mà em cũng biết thiết kế nhà, sân vườn như thế nào cho nó đẹp, nó gọn, hợp lý. Điểm yếu của em thì em hơi bị thẳng tính. Có nghĩa cái thẳng tính của em thì nó đơn giản thôi. Có nghĩa là cái nhân cách sống á, một người mà không tốt thì em sẽ nói. Chứ em không phải vì một cái gì đó mà em lại đi định người ta cái kiểu như thế. Thí dụ như em gặp ông chụp hình một cái cô gái. Dạ. Là em cũng thẳng thắn cũng được. Nhưng mà thí dụ chụp hình cô gái cô xấu quá, em cứ chụp hình nói trời cô xấu không, quá cô ơi. Em thẳng theo cái kiểu là trong cái nhân cách sống thôi. Chứ còn là có những cái là em đúng rồi thẳng. Ví dụ như một người mà nấu một món ăn nào đó mà chưa ngon chẳng hạn thì em sẽ không bao giờ chê một cái lời nào cả. Rồi, em gái, mấy mối tình? Thật sự thì đã trải qua 30 nồi bánh chưng nhưng em vẫn chưa có một mối tình nào. Đủ mối tình nào luôn hả? Dạ. U là trời. Trời ơi trời. Sao cuộc đời còn những người như vậy ta? Nghe thấy bất ngờ không? Dạ cũng bất ngờ. Bất ngờ đúng không? Dạ. Rồi bên đó có mối tình nào chưa? Dạ em sẽ chị. Em cũng có hai mối tình ạ. Một mối tình đầu tiên thì ngày học xong cấp 3. Mối tình tiếp theo thì quen nhau rồi cũng nhiều cái điểm gọi là tương đồng với nhau. Thì em cũng rất là mến bạn này nhưng mà xong rồi bạn ấy lại quen người khác. Rồi em chia tay. Trà xanh xuất hiện hả? Dạ. Trong khoảng thời gian 2 năm nay thì em cũng không tìm hiểu ai. Em muốn là một cái duyên tình cờ nó tự đến. Nhưng mà không đến thì bây giờ em phải đi tìm duyên. Dạ. Em muốn tìm một người vợ thế nào? Thứ nhất là phải hiền. Thứ hai nữa là trong cuộc sống thì ví dụ như có cái gì mà sai á thì mình sẽ sửa, chứ mình không bảo thủ, không cố chấp. Đơn giản như vậy thôi ạ. Để chị qua bên đây. Cần người vợ hiền thôi em ơi, không cần gì hết trơn á. Mà hiền là em có thừa rồi đúng không? Dạ em cũng không biết nữa. Rồi hình mẫu lý tưởng của em là gì nè? Dạ hình mẫu lý tưởng của em thì về ngoại hình và về tính cách thì em lấy chú Quyền Linh làm hình mẫu. Không có nhiều thứ hai đâu. Bởi vậy có thể là về ngoại hình thì có thể là sẽ không cần quá đẹp trai nhưng mà cũng đơn dễ nhìn một tí. Còn về tính cách thì là em cần người bạn trai phải là thật thà, chân thành, biết tôn trọng và yêu thương gia đình, biết chia sẻ và giúp đỡ những người khó khăn. Có điều gì em không thích ở đàn ông không? Đó là tính gia trưởng, phụ phu, ích kỷ và lăng nhăng nữa. Có không? Dạ không ạ. Đàn ông mà có máy tính đó chắc cũng mệt lắm á. Mấy người đó chắc cũng chương trình không mời lên đâu.
Ừ. Ủa nhưng mà cho chị hỏi là lý do tại sao mà 30 nồi bánh chưng rồi mà em không có một mối tình nào hết? Thứ nhất là do em vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ. Thứ hai nữa là từ đó tới giờ thì em tập trung vào công việc học. Và việc vấn đề thứ ba nữa là em bị ảnh hưởng từ gia đình của mẹ em. Có nghĩa là mẹ em đã trải qua hai mối tình tan vỡ. Và mối tình đầu tiên của mẹ thì về cái vấn đề là mẹ chồng nàng dâu và tính gia trưởng của người cha. Cái lúc mà mẹ mang thai em á thì sức khỏe của mẹ yếu, và sau đó thì khi mà sinh em ra thì nó là thiếu tháng, và sinh ra sinh con thì mẹ sẽ không được chăm sóc tốt. Một cái nữa là mới vừa sinh ra vài tháng thì mẹ em không chịu nổi được cái sự khắc nghiệt của bên nhà chồng nữa, thì mẹ cũng đã bồng em để mà trốn đi, bỏ trốn đi. Nói chung là ám ảnh về gia đình ha. Mẹ ngồi với mẹ khóc luôn rồi kìa. Sao cô? Chính vì đó như là con gái là không lấy chồng đúng không? Rồi mình không khuyên gái lấy chồng hay sao mình cứ để về hoài hả? Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Vì mình thấy gái mình thì nó tùy duyên đi. Mình đã gặp nhau thì được cái người nào được mà cái nửa ghép trái tim nó vô thì em rất là mừng. Dạ. Chứ em cũng không muốn ảnh hưởng gì con. Nó đừng đi đường theo em. Anh thành tử nó chưa suy nghĩ tới. Nó lo ăn học được tập trung lại. Rồi chuyện này chuyện kia nó thành những cái chuyện đời nó chưa có quen được mối tình nào hết. Nó bỏ lơ qua một bên, không quan tâm tới. Hai mẹ con cũng cố gắng động viên nhau xóa đi cái nỗi buồn đó đi ha. Đừng có để nó ám ảnh hoài nha. Bây giờ mình thấy chàng rể tương lai này sao nè? Thì tùy duyên cho đứa con, nó thích hợp với nhau á thì nó đi tới đâu thì mình làm mẹ thì mình chiều theo con, chứ mình không có cản trở con được. Tại vì đó là cái hạnh phúc của con mình. Mình đừng nên cản trở nó, không phân biệt giàu nghèo, miễn là sống cho bình dân, mở rộng lòng từ bi ra mà biết thương người xung quanh mình. Mà mình thương người thì người ta mới thương lại mình. Phải biết vậy thôi. Em cầu mong là được vậy, là hai đứa nó về là em mừng rồi. Dạ trai. Dạ hôm nay em đi cũng một mình ạ. Rồi có ông Mai lo ha. Rồi thôi được rồi. Bây giờ mình cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Bắt đầu đi. Anh có bó hoa tặng em làm kỷ niệm ra chương trình. Thì mong là em luôn giữ bó hoa này. Báo em cảm ơn anh. Chụp hình bạn gái đang ôm bông kìa. Chụp luôn. Dạ. Xin phép là chụp cả chị Lan luôn ạ. Đứng vô chú Linh chụp cho nè. Dạ. Đứng vô đi làm tắm. Dạ. Quá trời lăn xả rồi. Dạ, chụp vậy thôi chứ không biết có hình không. Dạ. Coi có hình không? Chắc là có rồi anh ạ, bởi vì là em xét sẵn rồi ạ. Lấy hình về quà ấy lên chân lên để bự bự nha. Dạ đây, em cũng có món quà muốn gửi tặng cho anh. Món quà này là một cái đồng hồ. Tại vì em nghĩ á là những cái lời hứa thì có thể là nó sẽ trở đi và nó sẽ không có ở lại mình. Nhưng mà thời gian nó sẽ chứng minh cho tất cả. Cảm ơn em, anh sẽ luôn giữ món quà của em. Đầu tiên thì em muốn hỏi là anh thì ngoài các sở thích chụp hình ra thì anh còn các sở thích nào được khác không? Nhưng mà anh chỉ thích những thứ lành mạnh thôi, chứ còn cái gì mà không lành mạnh thì anh không thích. Một trong số những cái sở thích của anh, ví dụ như là anh con trai anh rất thích trồng hoa, trồng cây cảnh, nuôi cá cảnh. Anh thích trang trí nhà. Nói chung là anh thích làm cho mọi người vui á, mọi người vui là anh thích làm đó. Còn em cứ em thì có một sở thích đó chính là nghe nhạc, và rất là thích đi du lịch, đi phượt và đi trekking. Đối với em thì quan niệm sống của em, chuyện gì chuyện đó thì nó ra rất là rõ ràng. Nó một là một, hai là hai. Và một khi mà đã nói rồi thì phải làm, và nếu mà không làm được thì đừng nên nói. Tính cách của em thì nhìn nhỏ con như thế, nhưng mà một khi con người đó mà họ đã ngoại tình hay là lăng nhăng cái gì thì em sẽ bỏ luôn, và em sẽ không có cái vấn đề là bi lụy hay là cầu xin gì đó với người đó. Anh thì quan điểm sống của anh đơn giản thôi. Mình phải cầu tiến. Mình thấy sai là mình phải sửa chứ không bảo thủ. Thế thôi.
Anh cũng không thích là ích kỷ hoặc là nhỏ nhen quá. Người lại thích một sự phóng khoáng nhưng không phải là quá đà. Đơn giản thế thôi. Em hãy nói ấn tượng của em khi gặp anh. Anh cũng là một người rất là đẹp trai. Cái việc mà anh chụp ảnh thì đó cũng là một trong những cái đam mê của em. Và sau này thì nếu mà có thể thì em cũng rất muốn là anh có thể chia sẻ và hướng dẫn cho em về vấn đề chụp ảnh hơn. Rồi, thế này anh hứa. Mình hẹn hò sao nè? Anh thì làm tự do nên là công việc do mình sắp xếp được. Nên là bất cứ lúc nào mà em có thời gian rảnh hoặc là thời gian mà hợp lý á, thì đều được. Em muốn hỏi là quan niệm khi mà trong hôn nhân của anh là như thế nào? Nếu mà anh mà lấy vợ á, thì anh sẽ xem ba mẹ vợ như ba mẹ của anh. Và anh em nhà vợ cũng như anh em nhà anh, không phân biệt một cái gì cả. Đấy là quan điểm của anh. Và nếu mà trong tương lai mà khi mà anh lập gia đình là anh sẽ về quê ở với ba mẹ hay là anh sẽ tiếp tục công việc ở Bình Dương ạ? Hiện tại công việc trong này của anh thì cũng đang thuận lợi thì anh sẽ ở trong này. Còn ở quê thì anh chưa có hướng là về quê. Thật ra em không phải là một người phụ nữ mà sẽ luôn luôn và năn khăn sửa túi cho chồng. Tại vì bên cạnh công việc gia đình thì vẫn còn công việc của bản thân em. Với lại thêm một cái nữa là công việc của em thì là về biên tập viên thì nó sẽ không có cố định thời gian. Có khi thì em sẽ về sớm nhưng có khi thì em sẽ làm xuyên suốt ngày đêm. Và có khi là sẽ không về nhà. Không biết thì anh sẽ có suy nghĩ như thế nào về công việc của em? Với anh thì vấn đề đấy không quan trọng. Miễn sao là vẫn một lòng hướng về gia đình là được. Còn công việc thì bắt buộc mình phải theo công việc rồi. Miễn là sao em đi làm là em nói là em đi làm là được. Anh không thích là đi một công việc khác mà lại nói dối anh là đi làm. Thế thôi. Còn giờ giấc thì phụ thuộc theo công việc của mình. Để các anh như thế thôi. Công việc của anh thì làm tự do. Nên là giờ giấc nó cũng không cố định được. Có khi là 2-3 giờ sáng anh mới dậy anh đi rồi. Khi là 11, 12 giờ đêm rồi anh mới về. Công việc của anh thì cũng theo sự làm việc của người ta. Đó, công việc của anh sẽ kiểu như thế. Anh nghĩ rằng là các bạn sẽ tìm đủ mọi cách để gặp nhau. Nếu mà yêu thương nhau, công việc không là gì cả. Dạ. Đó, phải xem, bàn xem khoảng bao lâu thì mình kết hôn được. Thích con trai, con gái đầu lòng. Thử xem mình tưởng tượng anh thì... cái tương lai thế nào. Nếu mà sau cưới anh rất thích đi tuần trăng mật. Nếu mà tiến đến hôn nhân thì mình sẽ bàn sau. Khi nào thì anh muốn kết hôn ạ? Anh nghĩ là sang năm, bởi vì năm nay cũng gần hết năm rồi. Thì nó gấp quá. Thì mình còn có thời gian yêu nhau, còn có thời gian tìm hiểu nữa. Em cũng nghĩ vậy. Tại vì em cũng nghĩ là có thể là mình sẽ tìm hiểu trong thời gian một năm hoặc là hai năm gì đó. Thì hiện tại thì em vẫn chưa có ý định kết hôn. Nhưng mà em sẽ có ý định là mình sẽ hẹn hò. Quan điểm về con trai, con gái thế nào? Nói cho nghe đi. Thì anh thì con trai cũng được, con gái cũng được, không sao. Em thì cũng vậy. Thì con trai hay con gái gì thì tùy, miễn sao nó là con của hai chúng ta là được. Bây giờ mình nói chuyện nha, cũng nhiều rồi ha các bạn ha. Thử xem, kiểm tra lại một lần nữa. Bấm nút hay không là quyền của các bạn. Chuẩn bị. 1 3 Hết thời gian. Em không bấm. Dạ. Nên là em xin nói là em rất là mến bạn gái. Em rất là mến mẹ của bạn. Vẫn chào cô. Sau những sóng gió cuộc đời thì có lẽ là cô là người rất là sâu sắc. Con rất là mến, nhưng mà xin lỗi là con không thể làm con rể của cô được. Vì cũng vẫn rất mong là cô sẽ tìm được một con rể nào tốt hơn con, xứng đáng hơn con. Bởi vì cảm giác là em là chỉ mến em thôi. Chứ còn về cái chuyện yêu đương thì là không thể tiến tới được. Thì anh rất là xin lỗi về cái vấn đề này, em cũng đừng buồn. Em là một cô gái rất là dễ thương, rất là sâu sắc. Sẽ chúc cho em tìm được một người yêu thương em đến trọn đời. Rồi. Không sao, trên sóng truyền hình sẽ có hàng triệu người xem. Sẽ có rất nhiều chàng trai bấm nút cho cô gái. Và cũng rất là nhiều cô gái bấm nút cho em ha. Chúng ta sống thật với lòng mình là được rồi. Đừng dối lòng mình vì bất cứ điều gì cả. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa manh ghép của mình. Alo, em chào anh nhé. Thông tin các bạn về bản thân mình dùm em với. Họ tên, ngày tháng năm sinh, tuổi, đang sinh sống ở đâu? À vâng, em tên là Minh Họ tên luôn á. Alo, dạ, dạ vâng, 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 nghe anh giới thiệu đi.
À vâng, mình là Huỳnh Trương Tỉnh Gia. Tên bốn chữ á. Huỳnh Trương. Trương Tỉnh Gia. Vâng, sinh ngày 5 tháng 11 1995 ạ. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi anh Gia là làm công việc gì? À, công việc mình hiện tại là bên nhân viên văn phòng. Vâng, cụ thể nhân viên văn phòng là lĩnh vực nào? À, mình là bên lĩnh vực nhân sự anh này, hành chính nhân sự. À, hành chính nhân sự, nhân viên văn phòng. Dạ. Dạ. Rồi. Ok. Rồi, anh là một chàng trai như thế nào, có điểm mạnh, điểm yếu gì? À, thì mình là người mặt bát, chia dễ. À, thì mình luôn thường tạo tiếng cười cho người khác. Ưu điểm của mình là cũng là nhược điểm luôn, là mình hay đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác đó, thành ra nó cũng là điểm mạnh, cũng là điểm yếu luôn. Thì mình cũng có sở thích là thể dục thể thao. Thể dục thể thao, thế có môn gì ạ? À, mình cụ thể bình thường đá banh hay đánh cầu lông? Đá banh đến cầu lông. Vâng, đúng. Không biết là bây giờ cái công việc nhân viên văn phòng hành chính nhân sự thì thu nhập mà của mình ổn định không? Dạ vâng, nói chung là ổn định này. Alo. Alo, dạ nghe anh đây. Dạ, không biết thì thu nhập của mình là ở Sài Gòn là một tháng là bao nhiêu tiền? À, mình thu nhập từ 10 đến 12 triệu đến 15 triệu rồi. Dạ vâng, rồi. Thì nếu mà thành công trong bạn muốn hẹn hò thì anh nghĩ là bao giờ thì mình tiến tới hôn nhân được? Hai năm cũng được. 2 năm. Dạ, không biết là rồi. Không biết là cái anh đã chuẩn bị gì cho cuộc sống hôn nhân sau này, có bạn gái chưa? À, hiện tại thì mình cũng đang tích góp để dành thôi. Thì kinh nghiệm thì trong cuộc sống thì mình cũng khá là nhiều tích lũy kinh nghiệm mà. Rồi. Anh ra anh nghĩ là anh nên bỏ cái tai nghe ra thì tiếng nó sẽ bị ổn hơn á. À vâng. Dạ rồi, anh đợi em tí nha, để em mở coi lớn hơn không? Để em nói hơi nhỏ á, anh nghe chưa đây? Dạ rồi rồi, chứ nó à, tại em nói hơi nhỏ. Rồi dạ rồi. Trước giờ là anh trải qua mấy mối tình rồi? À vâng, thì tầm 2. Dạ. Dạ 2 anh ơi. Rồi 2 mối tình. Dạ. Mối nhất là bao nhiêu lâu? À, gần nhất là 4 năm. 4 năm à? Dạ. Yêu 4 năm. Dạ. Thế mà yêu 4 năm nhưng mà tại sao lại chia tay ạ? À, xảy ra nhiều biến cố trước hôn nhân anh. Ra nghĩa là hai người đã xác định hôn nhân rồi. Dạ đúng rồi. Biến cố trước hôn nhân thì biến cố gì? Dạ. Nói chung là thường là áp lực trước hôn nhân anh này. Thứ nhất là gia đình hai bên thì cũng không có gì khó khăn hết, nhưng mà chủ yếu là do giữa hai cá nhân thôi này. Đúng rồi. Và bạn nữ thôi à. Ok, bây giờ anh mong muốn chương trình tìm cho anh một bạn gái như nào? Nếu được thì mình nhờ chương trình hỗ trợ cho mình là tìm cho bạn đi sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh thì càng tốt. Rồi. Thì giáo viên hay gì cũng được, thì mình không có cầu quá khắt khe gì hết, không có cao gì hết, tại mình cũng thuộc diện mà hiện đại đó. Mình sống hiện đại đó. Dạ. Rồi, nghề nghiệp gì cũng được, hiện đại thoải mái, kiếm được tiền là được đúng không? Dạ, nói chung là người ngoại hình dễ thông cảm thôi là được. Ngoại hình. À, dưới 50 cân đi. Cao dưới. Dưới 54 kg. À, dưới 50 cân. Ok. À vâng, cao thì bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng thấp quá là được. Rồi. Đừng cỡ 1m45 là được. Rồi. Rồi còn yêu cầu gì là bạn gái đó không? À không, mình không có yêu cầu gì hết.
Xong ví dụ bây giờ bạn gái vẫn làm một cái nghề sôi nổi kiểu kiểu như là diễn viên, nghệ sĩ thì có được không? À vâng, được bình thường. Thật lòng là mình làm bên hành chính nhân sự nên mình thành ra mình tiếp xúc nhiều người lắm. Cho nên những cái vấn đề đó nó bình thường lắm, không có gì Nhưng mà cái ví dụ như cái ngành đấy thì nó lại khác về cái tần số với lại tụi anh. cả. Ừ. Kiểu nó khác về Thì cái tần số thì là cũng cũng anh cũng có thể tiếp 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 được chứ đúng không? vâng đúng rồi, nói chung những cái thứ đó là bình thường, không gì hết. Rồi có yêu cầu về thu nhập của bạn gái hay là như thế nào không? Bạn gái phải là gái Sài Gòn hay là như thế nào? À nói chung là chia sẻ cùng nhau thì được anh. Rồi, chia sẻ cùng nhau. Ok. Ok, cảm ơn anh ra nhé. Thì hôm nay là cái buổi làm quen thôi. Nếu Nghe được tín hiệu ở bên em rõ ràng không ạ? anh em ơi, Dạ, ok anh. Anh chủ động giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân mình nhá, họ và tên, nghề nghiệp, đang ở đâu, sinh sống và làm công việc gì nhá. Dạ, mời anh. mình tên là Lê Văn Đăng, Dạ. mình ở Thanh Hóa. Dạ nghề rồi. nghề nghiệp thì mình mới đi 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 xuất khẩu Nhật Bản về, giờ mình nghề nghiệp đang lái xe. Mà cụ thể hơn là lái xe cho hãng thì hay chở hàng hay như thế nào anh? Xe của mình, xe gia đình, Về lái xe gia đình ạ. xe gia đình, xe nhà. Nghĩa là ai người ta thuê anh chạy dịch vụ lái hay là sao ạ? Đúng rồi. Rồi. Hiện tại là anh có ở Thanh Hóa luôn. Mình ở Thanh Hóa. Dạ vâng, nếu mà chương trình bạn muốn hẹn hò ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì anh có sắp xếp để bay vào được không ạ? Nếu nó thì được thì mình bay vào. Dạ rồi, ok anh. Anh đang là một con người như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Điểm mạnh là hòa đồng với mọi người. Rồi. Điểm yếu là hơi nhút nhát. Nhút trong trường hợp nào thì anh sẽ nhút nhát. Anh cứ Chứ nhìn thẳng camera nào. bạn gái thôi. À, đứng trước bạn gái thì nhút nhát thì cụ thể nó như thế nào em lại chưa biết, là nhút nhát với con gái nhút nhát như thế nào ấy. Như ít nói. Ít nói nghĩa là anh không chủ động nói cho người ta. Rồi ít nói rồi. À, anh trước giờ là cuối tình rồi. Mình nhá, Dạ. mới một một mối tình. Trước giờ là mới có một mối tình. Từ lúc đi học cơ, đi học cấp 2. Giờ thì cái tình cảm mà học cấp 2 ấy là khoảng bao nhiêu lâu? Mấy tháng, yêu mấy tháng. Rồi thế anh trong nguyên một cái quán. Anh sinh anh đang sinh năm bao nhiêu ạ? Mình sinh năm 1987. Có thể anh cứ cô đơn độc thân, anh có nhiều không? Cái gì bạn ơi? Có nghĩa là anh kể cả anh đi xuất khẩu bên Nhật này, sang anh làm quen này kia rất nhiều cái không? Tại sao mà lại con Mấy này? trận đấy thì toàn nó làm với người Nhật thôi. Xong rồi ví dụ như kiểu cấp 3 thì cái hay sao ạ? Cấp 3 mình khoa học xong cấp 2 mình đi học nghề. Theo anh ấy thì anh cảm nhận thấy tại sao mà anh lại có mỗi một mối tình duy nhất ở cấp 2 mà anh không có nhiều mối tình như người ta? Nhát. Rồi. Ok, bây giờ anh muốn chương trình bạn muốn hẹn hò tìm cho anh một người như là Người bình thường nói biết anh. Rồi. chăm lo gia đình, Ngoại hình sao? mà hình bình thường không đòi hỏi cao trên 1m50 à thật. Cao trên 1m50. Tóc tai mặt mũi thế nào? Dễ nhìn. Thế nhìn.
Anh mà miêu tả không có chính, người ta làm chương trình anh miêu tả không chính xác ấy, là cho anh mỗi cô mập mẹp 80 kg. Ok. Bình thường nói gần tầm trên 50 kg thôi. Đó thì đổ về rồi. Bây giờ thì bọn em phải ký, phải lọc những cái theo cái yêu cầu của anh ấy. Bây giờ anh phải miêu tả cụ thể chi tiết. Mặt mũi thế nào? Anh đang tưởng tượng cái mẫu người đó như thế nào, người ta làm công việc gì, ở đâu thì hợp lý để mà nó. Nhưng mà ở trong đấy nhiều như toàn làm ở trong mình cả. Trong Nam à? Dạ không, vẫn có những người vẫn có những người mà sẽ ở Thanh Hóa bay vào. Anh ạ. À thế cùng tìm người cùng quê thì càng tốt. Cùng quê thì tốt đúng không? Nhưng mà nếu mà xe hơn một chút xíu có được không? Cũng được, chả sao kìa. Yêu anh yêu xe được không? Được. Chấp nhận yêu xe được luôn. Tờ, ví dụ cô đấy mà chẳng có may mà lỡ một lần đò qua một cuộc hôn nhân thì có vấn đề gì không? Không, tìm bạn nào ấy chưa qua lần đò ấy. Tìm bạn chưa qua lần đò, rồi. Đấy, bây giờ anh có tất cả yêu cầu gì về bạn gái thì anh đã hết đi để em lọc được thôi. Bình thường chung tuổi từ 30 đổ về rồi. Từ 30 đổ về. Ok. Còn có cái điểm gì mà anh không thích về phụ nữ không? Bình thường mình có nói đâu. Dễ nhìn, khuôn mặt dễ nhìn là được. Tính cách thì giao tiếp mình biết được. Giờ mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mới tính thì mới đầu thì ai biết rồi. Rồi. Ok, rồi. Hôm nay làm quen với Đăng, nếu mà anh Đăng được chọn cho cái vòng ghi hình của bài mối hẹn hò thì sẽ có biên tập làm việc nội dung với anh kỹ hơn nhá. Yeah. Rồi, em cảm ơn anh.